chào cô chú chị, em là Điền đây. Và hiện tại em Điền đang ở có mặt tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Chị ơi, bây giờ cái lô đất này thực sự thì chủ đã ngợp quá rồi anh chị. Từ lúc mà mua 1 tỷ 8 mà bây giờ giảm xuống hẳn là 400 triệu đồng, lỗ luôn nha chị. Mà bây giờ bán có 1 tỷ 4 à, mà đất mình có diện tích là 7m1, sâu là 38 và có sẵn 50 thổ cư anh chị, đất khu dân cư đàng hoàng. Khu dân cư đặc biệt rất là đông, điện, nước có đầy đủ hết, cũng rất là gần chợ anh chị. Rồi em sẽ mời cô chú chị mình cùng coi bất động sản này nha. Trước mặt của chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa mới trải luôn, láng bóng luôn, rất là sạch đẹp mới ha. Đường nhựa này rộng khoảng là 6m anh chị, và đã có là mương nước hai bên làm và có lắp mương nước đã rồi anh chị. Thì mình đi một chút xíu đây, mình tới ngã ba ha. Mình vẹo đây thì do khu dân cư, và mình quẹo phải ra thì mình ra khoảng là 500m thôi là mình đi ra đầu đường 328. Thì cái khúc ngoài đó là nằm ngay chợ luôn anh chị, nằm ngay chợ của xã Phước Tân mình luôn ha. Chợ này là chợ chính luôn nha anh chị, chợ gọi là bán cả buổi sáng và buổi chiều luôn anh chị. Và mình ra 328 đó, mình đi rẽ bên tay trái, mình đi xuống thị trấn Phước Bộ cũng như là đi ra ủy ban xã Phước Tân anh chị. Thì từ đây mà ra ủy ban xã Phước Tân khoảng là 1,5 cây anh chị ha. Tuy là hơi xa xã một chút xíu nhưng mà ở chợ thì rất là gần, mình đi xe đạp mình ra đó cũng được nè, đi ra chợ cũng được ha. Rồi, và cái hướng sau lưng của cô chú chị mình đây là cái đường đó. Đường ngã ba ngã tư này mình cũng đi thông ra ngoài đó, và đi thẳng mình thông ra cái đường 328 vẫn được, và đi thông ra đường Phước Tân Hội Bài. Phước Tân Nội Bài đó đường là đường liên xã, đường đó mình đi ra được Xuyên Mộc luôn anh chị. Đi ra rẽ bên tay phải này, mình đi ra được Xuyên Mộc anh chị. Cái đất mình thì nằm theo kiểu là đường ô bàn cờ anh chị, nên là đường xá rất là thông thương với nhau, rất là giao thông đi rất là thuận tiện, không có quay đầu gì hết ha. Em xin giới thiệu cái miếng đất của mình đây ha, có là 7m và sâu là 38m và có 60 thổ cư anh chị. Đây, ranh của mình là từ đây giáp cái nhà này ha, và qua tới bên này, qua tới giáp bên nhà này luôn. Thì nhà cái bên đang cột cái kẽm rào để nhờ thôi, chứ thực chất là lúc mình qua tới đây ha, sâu 38 và có 50 thổ cư anh chị. Trước đất mình thì hơi vướng cái trụ điện này một chút xíu, nhưng mà không sao, cái trụ điện này nhỏ mình có thể chơi qua bên góc được ha, không sao hết. Rồi như đầu video em cũng nói thì bây giờ chủ đất thì cũng là quá ngợp rồi, gồng không nổi rồi anh chị. Cái lúc thời điểm mà đất đang còn được á, đang còn tốt á, thì là chủ này đã mua là 1 tỷ 8 rồi đó. Và em có một quay một lần là đăng là 1 tỷ 6 rồi, cũng giảm 200 triệu rồi, nhưng mà cũng không ăn thua anh chị. Bây giờ hại giảm hẳn là 400 triệu luôn, để mà bán ra được cái lô đất này để mà trả nợ anh chị. Khu dân cư đông lắm anh chị. Từ từ đất mình mà ra ủy ban xã thì em nói nó là 1,5 cây, và ủy ngay chủ ủy ban xã đó thì cái tiện ích mình thì đầy đủ anh chị, trường học nằm tức tung tật ở đó, nói chung là cái chỗ đó là khu trung tâm hành chính luôn anh chị đó. Thì khoảng 1,5 cây thôi, và mình đi ra chợ thì khoảng vài trăm mét thôi anh chị. Cái xã Phước Tân mình thì xã Phước Tân sẽ giáp với lại thị trấn Phước Bộ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc anh chị. Thì từ đất mình mà ra trung tâm huyện Xuyên Mộc thì khoảng là 2 cây số, khoảng 2 đến 3 cây số anh chị. Và mình đi biển Hồ Tràm khoảng đâu đó là 15 phút đi đường thôi, từ đây xuống Hồ Tràm khoảng 15 cây anh chị, cũng rất là gần biển, cũng không xa. Đây, cái vị trí này thì từ Sài Gòn mà cô chú chị mình chạy xuống cao tốc thì mất khoảng là 2,5 tiếng thôi là tới đất mình rồi. Rồi
em Điện sẽ xin phép là dừng video tại đây, và cô chú nhớ nhấn đăng ký ủng hộ để